Vâng, chào các bác nha. Nay mấy anh em chú cháu tôi đi bắt nhộng các bác nha. Nào. Có không? Không có. Có à? Dạ chuyển đấy. Thôn có không? Nghe thấy kia ồ ồ thì bảo nhá. Thế yeah. Đi, đi chuyển sang gốc kia nhá. Chưa ồ không? Thế yeah. Các bác, tôi di chuyển ra gốc kia xem nào. À, chú Hoàng thực hiện cái kế hoạch văn nhộng ấy. Nhộng nó khắc lòi ra. Nghe cái tiếng sáo nó khắc lòi ra. Ui. Ra đấy. Dạ. Sóc, sóc, sóc. Đổ nước muối vào. Đây các bác này. Có nhộng thật. Nhưng mà mỗi một con. Ôi cái bãi này rất là nhiều cây cọ các bác nhé. Đây. Rất là nhiều cây cọ. Quay trên đường quay nó rõ hơn. Chỗ pép sóc. Ui nhiều quá, nhiều quá, nhiều quá. Tí là chết hết ở trong. Chả được con nào. Chặt hết đến bao giờ? Đổ vào đi. Chặt này chả biết. Lấy mấy xẻ nhỉ? Lấy cái khoai về lấy mấy xẻ xuống. Thiên đâu nhỉ? Đi về rồi. Đấy, đấy đủ nhá. Ô, đủ nhiều thế. Nhiều này nó mới ngấm đây này. Đấy. Ờ, đây ngấm xuống rồi nhá. Bây giờ nó mới lên. Lần này là ngấm thật rồi nhá. Lên đi, lên đi. Nào. Chạy lên, chạy lên. Thì nó lòi ra mầm ra nhỉ. Kế hoạch A thất bại các bác ạ. Bây giờ chuyển sang kế hoạch B. Dùng máy xẻ, bây giờ máy xẻ các bác ạ. Xẻ cho nó nhanh. Đấy, cái kế hoạch về được bằng này thôi. Dùng máy xẻ nha các bác nhé. Cái kia chú thôi. Cái này này, cái này nhiều lắm. Cái này này. Ao, oh, nhặt đuông, đuông, đuông. Con này là con đuông à? Ôi, cắt đứt hết đầu kìa. Đâu, thấy có con nào đâu? Cây không có ấy. Gỗ này có này. Thì bấm cho nó đồng kia. Gỗ này nhiều đấy. Đấy 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 đấy. Nó chui xuống dưới gần xuống đến đất rồi đấy nhỉ. Chui vào rồi. Nhanh lên, nhanh lên.
to phết này, mẹ béo thế đấy nhỉ. Nhộng mọi người, nhộng phết rồi, đây. Xuống cái đất rồi đấy nhỉ. Đấy. Đấy. Nhặt kia kia kia. To thật. Thích chưa? To. Tối rồi các bác ơi. Đây còn là hai gốc kìa. Kìa gốc bên kia kìa. Bên kia còn nhiều. Ôi. Cây này ở trên thôi. Cây này lúc này anh quên rồi, moi hết rồi mà. Moi hết rồi. Anh cắt cây này phí rồi. Ở đây cũng có đấy. Có nhiều mà cây này kêu nhiều lắm. Lần vẽ ra thì thất cái này đồ lố cho xin là sao chạp gì cây cái gốc lúc nãy chú Hàng đổ ấy đấy. Đổ nước muối ấy. Đâu nhiều lắm đâu. Đây. Đứt hết mấy con rồi đấy. Đừng có đập cây keo nha. Thôi, anh đi cắt cây dưới đi. Thế nào? Ui, mày béo thật. Béo to lắm, to lắm, to lắm. Này. Chết nhau nhặt. Ui, nhiều lắm kìa. Ôi giời. Ôi, nát đấy rồi. Kìa. Kia kia bé tí kìa. Con này cũng được một chén chén đấy. Chúng không còn ở trong. Em nhìn thấy con này. Cứ xem là cái gốc nào thì nó là già cả. Cái này bây giờ cái chén chén thì chưa có được một cái. Úi đôi đây con. Đấy. Bộ con thằng bay. To phết đấy. Này. Nó vừa nãy là cha tổ bị với kia nè.
máy kêu to quá. Hôm nay thế một xô đầy cơ mà. Cái này được nửa xô mà nhỉ. Thành quả ấy. Chẳng. Mấy con này to nhỉ. Nhưng mà em ghê ghê không được ăn mấy con này. Không được đâu chú Hoàng. Lên tí nào đâu. Họ bảo không cần cho mỡ. Cái này nó khắc có ra mỡ. Dầu ăn rồi là cái này nó dầu luôn. Đuông luôn. Thơm thật đấy. Nó ngon hơn con ong chứ. Dài ra rồi đấy. Không có. Họ thường thường họ nấu về mình không dám ăn, mình xào về mình còn ăn được. Nó nấu nước. Nấu nó to đây là sao đây anh. Con nấu nó cho nước mang chua vào ấy. Lúc đấy còn nửa nồi, bây giờ sắp bằng cái nồi, sắp bằng to cái nồi đấy. Cái kia tí cho lên sau này.